Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1661 công bố danh sách 23 tuyến đường có thu phí xe ô tô đậu trên lòng đường và 154 tuyến đường tổ chức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Như vậy, thành phố Vũng Tàu là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện thu phí lòng đường hè phố. Hiện công tác chuẩn bị đã được thành phố triển khai, dự kiến cuối tháng 7 các phường sẽ áp dụng việc thu phí theo quy định. Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu cho biết, để triển khai thí điểm thu phí sử dụng tạm lòng đường hè phố, thành phố Vũng Tàu đã tiến hành kẻ vạch phân định khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ, khu vực dành để xe mô tô, phục vụ hoạt động kinh doanh đối với các tuyến đường đủ điều kiện cấp phép, giải hướng dẫn sử dụng hè phố trên các tuyến đường, đồng thời điều chỉnh bảng biển báo giao thông, biển báo đầu xe có thu phí cũng như hướng dẫn các phường yêu cầu nhắc nhở người dân về việc xin phép sử dụng lòng đường vỉa hè. Các tuyến đường được thu phí tập trung nhiều nhất ở một số phường trung tâm thành phố như phường 1, 2, 4, 7, phường Thắng Tam. Thời gian thu phí đậu đổ xe ô tô dưới lòng đường được áp dụng từ 6 giờ đến 24 giờ. Ngoài ra, tùy tình hình trật tự an toàn giao thông mà cơ quan có thẩm quyền quy định thời gian đổ xe cụ thể của một số tuyến đường. Tại thành phố Vũng Tàu, mức thu phí sử dụng hè phố cao nhất là 33.000 đồng 1 mét vuông một tháng, thấp nhất là 11.000 đồng 1 mét vuông một tháng. Các hộ kinh doanh chỉ buôn bán nửa ngày thì thu nửa phí sử dụng hè phố với đơn giá đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đồng ý phương án thu phí đậu đỗ xe ô tô trên các tuyến đường tại thành phố Vũng Tàu từ 15.000 đến 20.000 đồng một lượt tùy từng loại xe. Việc thu phí sử dụng tạm lòng đường hè phố giúp thành phố Vũng Tàu có thêm nguồn thu để đầu tư cơ sở hạ tầng.